Ngon không? Xin ăn trái nho có mấy lần cứ nói hoài. Anh xin ăn rồi hả? Nho này nó thơm ghê luôn á trời. Ơ, mình chụp tấm hình thumbnail đi anh. Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình Bibi Bắp Cường với những bé bắp thân yêu. Ngày hôm nay như các bạn cũng thấy, bắp vừa mới sắm một cái túi hiệu nè các bạn ơi. Cái túi hiệu này ở chợ nha. Sao vậy anh ăn rồi? Anh ăn gì vậy? Ăn nho, nho rừng. Nho rừng mới mua nè, ngon quá. Nho... cái này á, nó có mùi kỳ quá à. Cái này là cái nho gì á các bạn, nó lạ lạ trong chợ bán, hả? Muốn mua ăn thử. Ăn ngon. Ngon hả? Cái vỏ ngon hả? Cho các bạn coi nè, cái này nhìn ở ngoài không có giống là trái nho một xí nào luôn á. Em zoom lên cho các bạn coi. Đây nè các bạn, cái này đâu phải trái nho. Nhìn là không phải trái nho đúng không? Đó là trái gì á? Nhưng mà cắt ra nó là trái nho. Anh cắt ra cho em đi. Nhưng mà khi xắt ra bên trong thì nó lại là trái nho. Nhưng mà cái vỏ của nó rất là dày luôn á. Ngon, thơm, bỏ dưỡng. Ôi trời ơi, cái vỏ của nó nè các bạn. Cái vỏ của nó dày y như là vỏ măng cụt vậy á. Cái vỏ của trái nho nè. Hôm rồi mình ăn tiệc bánh, hôm nay mình ăn tiệc trái. Hôm nay có vẻ lành mạnh hơn hôm bữa nha. Đúng rồi. Hôm nay á các bạn, hôm bữa thì người ta đãi mình rồi, hôm nay mình đãi lại. Tốt lành vậy. Nhờ sáng cũng được dẫn đi ăn rồi. Để bác ăn thử cái nho nha, thì cái mùi á bác nghe nó hơi lạ lạ. Nó chua à. Trời, nho này mà chua. Cái vỏ nó chua y như là cóc vậy đó các bạn. Nó vẫn... em bị làm sao ấy. Nó vẫn có hộp. Nhưng mà bắp muốn lột vỏ ra, bắp ăn thử cái thịt nho ở trong. Anh gọt xuống hết rồi lát quét ha. Không lật, nó lại lấy đi. Hả? Anh ăn ở đây nó có cái mùi mà không được. May quá, thế là mình được ăn hết. Cái ruột nho nó ngon nhưng mà nó có cái mùi, bắp không thích cái mùi đó, cái mùi kỳ lắm. Bắp không thích. Và cái vỏ các bạn thấy nè, cái vỏ nó rất là dày luôn. Nhưng mà bác không ăn được cái mùi này. Bánh tét chuối. Chỗ này biết tuyệt gì luôn á các bạn. Men cục. Ở Mỹ vẫn có men cục nha. Ở đây cái gì không có. Cái gì cũng có nha, anh Hảo đang gọt xoài các bạn à. Xoài này nó gọi là... chả. Ủa? Còn có mấy cái da u đồ này nọ của mình anh nữa. Anh bỏ dưới ngăn đá cho nó đông lại chút xíu rồi. Có đó. Da u. Da u nếp cẩm sữa bắp. Ngon ha. Có kem lên tây bắp mua cho Hảo nào ngon lắm á. Hôm bữa là bắp có quay một cái video da u nếp cẩm, thì người ta làm da u nếp cẩm, còn này Hảo mua một cái là chè nếp cẩm, một cái là da u, và dự định của Hảo là một lát nữa sẽ trộn với nhau làm da u nếp cẩm. Ngon ha. Đợt cái này Việt Nam á, anh mua một lần 100 hũ da u, sữa bắp anh mua một lần 30 hũ. Trời đất ơi, bây giờ thì bắp có ở đây là bánh bông lan trứng muối nè các bạn. 7 đồng một cái như thế này. Không biết ngon không nhưng mà nhìn cái vẻ cái này bự quá. Cái tay anh cầm không hết luôn. Ây da. Ui giời. Ui trời ơi. Đây là bánh trung thu. Ủa. Đây là bánh bông lan trứng muối. Không hiểu sao nói ra bánh trung thu trứng muối được luôn á. Anh Hào đã rất chu đáo chuẩn bị muỗng sẵn này, thấy thương không? Nguyên cái bàn này anh chuẩn bị cho em hết chứ ai. Đúng rồi, nguyên cái bàn này là Hảo chuẩn bị hết đó các bạn. Rửa rồi sắp xếp rồi lên đó. Wow. Bây giờ ăn thử. Ủa, đúng phải ăn trái cây trước rồi mày ăn mấy cái đó chứ. Em ăn mấy cái đó là sao mà ăn trái cây? Bánh bông lan mềm. Sốt vừa ăn. Trái xoài. Bự cái mặt em luôn kìa. Chưa bằng cái mặt em, chưa bằng một nửa cái mặt em. Sắc thì ghê quá, em lấy cái thớt cho anh sắc. Thôi được rồi. Anh sắc cái gì mà. Được rồi, một trái thì sắc một khúc cho thôi, hai đứa ăn gì hết. Nè. Thôi được rồi. Thôi cắt đi, anh sắc xong rồi. Dễ em thương. Có tấm thớt nè. Sao xong rồi, anh đâu cần thớt đâu. Rồi hả? Lấy miếng nước cho mình. Dạ ô nếp cẩm rồi lấy hết luôn. Cây kem luôn. À mình thôi cái đó cái ăn sau đây, ăn trái cây xong rồi ăn sau ha. Tại giờ mình mà ăn dâu nếp cẩm với ăn mấy cái đồ ngọt cho đó các bạn, là một hồi nữa mình không có ăn được trái cây. Cho nên là mình ăn trái cây trước.
Trái cây tốt cho sức khỏe, bắp là miễn ăn trái cây lắm. Còn mình mà cứ trái gì mình cũng ăn hết á. Sao em đợi em đi, anh nói nhiều thế. Trừ trái mìn nữa. Anh đợi em đi, anh nói nhiều thế. Dạ. Nước nè, em uống chung ly đi, hết rót nữa để tại bàn nhậu á. Ngon quá. Xài các bạn, chấm muối tôm các bạn. Đợi em. Khoan, đợi em. Đợi em. Đợi em á. Bác thấy cái bàn này chả có gì nó liên quan gì với nhau hết á các bạn ơi. Vậy nó mới hay. Vậy nó mới hay hả? Xoài nè, măng cụt nè, nho gì, nho rừng nè, bánh tét chuối, quýt, bánh mì trứng muối. Ồ, cái vỏ của em hay quá ha. Vỏ mới sắm. Vỏ mới sắm á các bạn. Cái vỏ người ta là có nhãn hiệu. Con vỏ này nè, có nutrition là gì? Chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng. Người ta là vỏ là sản xuất. Vỏ hiệu Chanel, Gucci. Thì ở đây bắp có vỏ Jelly Bar. Jelly Bar là vỏ gì? Jelly Bar là gì? Rau câu. À, vỏ rau câu nè các bạn. Một cái túi rất là xịn nha. Thương hiệu mới của năm 2021. Thời trang thu đông. Nhìn xịn lắm chứ bộ. Em dự định em ăn xong em sẽ có một cái túi trong suốt để đựng đồ đó. Cũng rất là xịn nha các bạn. Rất là thời trang. Mang vỏ này đưa cho con cháu em cho nó đeo có lý hơn cháu anh đó. Cháu anh hay cháu em? Cháu em là con khỉ. Nó bự. Khỉ đâu đeo được. Đưa cho em mà đeo ok. Ở đây nó có cái ouch. Này nè các bạn nha, xịn lắm nha. Nè, có dây kéo đàng hoàng. Ở trong đựng cái gì? Jelly. Thạch rau câu. Ừ, món này. À, ăn cái này hả? Ngon quá. Giòn. Ngọt ngọt, không có chua. Không miếng chua luôn á. Giờ đây ăn không thôi, em không có chấm. Chấm miếng muối mới ngon. Cái này đúng không? Chấm miếng ớt mới ngon. Ừ, ở trong nó hơi chua chua. Chua đâu mà chua, em xạo không mà hay. Hiểu. Ngon thơm ghê ta. Cái mùi mà anh Hảo nói thơm á là cái mùi bác không thích. Đúng, cái mùi mà em nói thơm là cái mùi như mùi nước đá vậy á. Bông bi á. Em có nói bông bi thơm bao giờ? Em thấy nó đẹp thôi. À. Thế mà đi chân nước đá trong phòng. Nó đẹp, bây giờ em có cái máy hút mùi rồi. Không nghe mùi nữa. Vậy là già chân, có nghĩa là vừa lấy đẹp nhưng mà không sợ bị mùi nữa đúng không? Đúng. Hay quá ha, xịn sò ha. Ừ. Anh mang. Cái bông bi bên đây nó có cái mùi kỳ kỳ á các bạn. Cái mùi này đó các bạn, cái quýt ở bên này nó ngọt lắm nè, gọi là quýt đường. Hôm qua đi chợ mình mua mười mấy trái, mẹ mình thấy ngon mẹ mình mua thêm mười mấy trái nữa. Ừ. Hai mấy trái quýt này qua nhà bắp, thấy bắp nhà bắp không có ai. Ăn thế là anh mua cho thêm mười mấy trái nữa, để anh xắt cái này cho mẹ ăn. Anh xắt mà em sợ đứt tay quá. Em thấy có bây giờ anh làm gì mà tự đầu bản thân anh đứt tay thì cái gì chứ. Chứ bây giờ thấy anh đứt tay đúng không? Còn em hay quá, tài ba quá. 10 lần gặp thì đứt tay hết 8 lần rồi. Người ta nói đó, ở dưới đây cái cuốn này nè bé. Ừ. Có bao nhiêu cuốn là nó có bao nhiêu hột ở trong á. Biết không? Là sao? Này nè. Thấy không? Cái này nó có 4 cuốn nè, em thấy không? Ừ. Là cái trái này chắc là nó sẽ có 4. 1, 2, 3, 4. Thì trong đây nó nhiều hơn 4 hột mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, ở cái đó hả? Đếm rồi đúng không? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Hay ta, 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, em mới biết luôn á anh. Em biết cái gì? Thấy không, cái này có 6 cuốn nè. 6 cuốn này thấy không? 6 muối nè. Wow, hồi đó ở Việt Nam á là nhà của bắp có vườn sầu riêng nè, chôm chôm, măng cụt, bon bon. Có cái nhiều thứ luôn á các bạn. Có cả mít nè, cả bơ nè, cả mãng cầu nè. Rồi hả, cái mùi này em không thích. Rồi có cả mận nữa. Ăn măng cụt là phải lấy cái này ra. Sao vậy? Vậy này, anh bảo đảm em không biết ăn măng cụt, em ngậm chua chua rồi em nhả ra đúng không? Uh-huh. Dạ nó đâu có ăn măng cụt. Em phải cắn cho tới cái hột luôn. Lựa lựa nó ra, giống như ăn cái sườn á. Sao làm khó nhau vậy? Cái ở trong nó dai á, nó mới là ngon, cũng có măng cụt. Em nuốt luôn rồi. Em nuốt luôn rồi. Ăn hết một cục không còn một trường một cái gì dính á. Em nuốt cái hột một cái cây trong bụng nó hỏi sao hên. Đâu có đâu, em nuốt cái hột đó đâu.
Ngon ha. Nữa không? Em ăn một cái rồi. Một cái nữa. Ngon. Cái nữa. Thứ ngon bổ trên đời nhà ma. Bánh bông lan. Em thích chọn em nuốt luôn anh. Cái nữa đi rồi anh cho em ăn bánh bông lan. Mình hát đó đây. Good girl. Good girl. Giỏi. Giỏi đi. Ăn này mới được ăn bánh hả? Anh hát trái cây thì mới ăn bánh. Anh ăn xong trái cây anh mới đầu mới ăn yogurt rồi chứ giờ mày ăn yogurt vô. Ủa trái này ngon hơn trái đó đó. Hát nha anh cho em ăn bánh tét nha. Cái này là bánh tét chuối ha. Nó bị gì kìa? Sao nó bị gì? Nó bị vàng vàng nè. Nó ảnh hưởng vậy đó. Ngon quá. Có không có cái này là nó nhập bên Việt Nam qua luôn á. Bác ăn thôi chứ không kiểu ghiền á các bạn, không kiểu như là thích ơi là thích á, không phải là mùa nào cũng phải có ăn á. Ngon quá. Sao vậy? Sao em không có cục đó? Cái nào có cái cục đó đó nó mới ngon. Hết cửa nào cũng có mà sao em ăn không ra? Em nuốt bà rồi sao lại cục đó được. Ngon, chắc cho em trái nữa. Anh ăn băng cục á, trái càng nhỏ là càng ngon. Đúng rồi, nó không có cái cục đó. Đúng. Thấy ghê hả bé? Ăn xài nữa không? Dạ không. Cái bàn này nó tiết kiệm diện tích quá. Nè, cái này có cái hộp đó nè, cho em cắn cái này. Thôi, anh ăn đi. Thấy cái bàn nhỏ mình mới nhìn thấy nhiều đồ ăn. Rồi lén lén đây lấy đồ ăn nữa vậy. Giờ ua nếp cẩm rồi anh để dưới ngăn đá ngăn đông quá bác. Ngon quá. Không gì bằng trái cây chỉ càng rồi số 1 à. Các bạn ơi, bác có da ua nếp cẩm ở đây. Sữa bắp. Sữa bắp. Sữa bắp. Bắp cả đêm. Bắp đem cả bịch rác đến nữa. Anh muốn một cây trong bụng không? Hả? Họng ra em bỏ hộp nho vô. Bắt đầu anh thấy em quê quê rồi đó. Bây giờ mình ăn cái gì? Đồ nó chậm. Anh đâu có ăn bánh trang trứng muối đâu đúng không? Ok. Nãy lấy ra ăn thử. Ngon thôi. Đây là nếp cẩm nha các bạn. Đây là dầu ôi nha các bạn. Đây là bông lan trứng muối ăn xong rồi. Nó có mùi sữa chua ta. Nó chua chua. Mình không được nói vậy, mình không được làm vậy hả? Nó quy lắm anh, nó kỳ lắm á. Thử lên. Mua nhiều lắm á anh ơi, em với anh mua cái chục hộp đó. Số 1, chỗ này làm ngon nè. Đủ mỹ nhanh luôn. Ngon. Ngon quá, nếp cẩm ngon quá à. Nếp cẩm ngon, chợ gì anh quên rồi. Thành Tân Bình. Chợ Tân Bình ở Houston nha các bạn. Có bán nếp cẩm. Da ua này bao ngon lắm. Da ua này ngon, ngon cái da ua không, mua không ở nhiều lắm. Da ua em không ở bằng không ăn cái này đâu. Da ua này ngon. Cực ngon luôn. Trời ơi, cái này với cái này. Em bỏ xuống anh ăn nữa, em ăn ham. Anh nha cái đầu anh luôn bây giờ á. Tham lam. Đừng ăn vậy nó hư hết cái da ua, ăn vừa vừa thôi. Ngon quá các bạn ơi, nhưng mà nó ngọt hơn cái bữa em mua. Nếp cẩm này làm cũng ngon nữa nè. Đúng không? Cẩm này làm bao ngon. Ngon đến nếp cẩm thôi, mua hai hũ á. Mình phải ăn hai hũ dưa ô này, những một hũ nếp cẩm mà thôi. Em ăn nếp cẩm hay không ăn da ua? Sao vậy? Dạ ua nếp cẩm mà. Mình phải trộn với mình ăn trước, sao mình ăn kỳ vậy? Ăn vậy mới ngon. Mày dạ ua ngon á. Dạ ua này bao ngon, hai đồng hũ à. Dạ ua này quá ngon các bạn. Hôm nay lại là lịch sử các bạn. Nhưng mà một hũ này nhiều lắm. Hôm nay á lại lập lại lịch sử á, kiểu như là không biết ngon dở á, lấy cái chục hộp. Nhưng mà hôm nay thì bóc hùa theo tại vì bác thích dạ ua. Cũng chả ăn thử bao dạ ua bao giờ luôn. Anh hồ đồ quá. Nhưng mà hên là hôm nay là dạ ua ngon.
ngon. Vô trên này làm ngon. Mấy cái này không phải trong chợ đâu, mấy cái này là giống như kiểu á, người ta làm thôi, người ta đem ra chợ người ta đúng bỏ. Rồi anh đem ra chợ ta để đó, chợ nó cũng nhận luôn. Thứ nhất là này, cái mặt hàng nó đa dạng hơn. Con thích ăn mà kiểu là da u á, mà ăn tham mấy các bạn bút một muỗng bự nè. Nó lạnh mà nó béo. Bây giờ mình sẽ ăn hai thứ một lượt. Ngồi mấy đó lại đừng có nhai, bỏ gì vô. Đó, vô nó cẩm như vậy đó. Nó sao? Ngọt. Ngọt hả? Em ăn chiếc muối của em đi. Anh ăn có hết rồi mà anh dành. Ăn hết hả? Anh ăn hết rồi chị em cho anh đi bắn chim nhé. Yeah. Mấy bạn đem mẹ nái đi bắn chim nhá. Đúng rồi. Em nói với anh Thôi này anh mua cái cây titan cho anh nha. Ok, nói với anh Thôi này anh Hảo mà đem tiền qua đừng bán cho anh Thôi này nữa. Ô quên, anh Thôi này đừng bán cho Hảo nữa. Cay quá, ngon quá. Mà anh nói chung là hôm bữa lần đầu tiên ăn em mới biết nếp cẩm là gì á. Làm gì có cái nếp cẩm trên đời. Cái này là biết gì không? Gì? Dầu lứt. Em biết cái lá cẩm không? Nó không. Lá cẩm á. Nó nấu như lá cẩm lá màu, nó nấu ra cái màu tím này nè. Rồi nó bỏ lấy cái nước của cái đó, nó bỏ vô cái này á, làm thành này cũng màu vậy nè. Chứ làm gì có cái nếp cẩm ở trên đời. À. Nó có cái lá cẩm thôi. Em ăn thạch của em. Cái đó nhìn thấy không ngon à? Thạch hồi xưa hồi nhỏ em ăn á. Dạ ẹt. Au. Nhìn ngon quá à. Thấy cái này được luôn á. Đó mà. Thèm dành, còn trong tủ lạnh của em kìa. Cái dành đâu? Cho em miếng à. Ăn nhỏ thôi, đừng ăn tham, đừng ăn to. Bắp không thích cái nho này lắm luôn á nha, các bạn nghe cái mùi nó kỳ cục. Nó đang cầm mình nhẹ nè. Em bị không thích cái mùi này á. Kệ em. Ăn thấy ngon được rồi. Ăn cái thạch này Bắp thích ăn nhất là thạch nho. Nhưng hôm đây trời ơi, mình thích ăn nhất là cái nho. Trong đây có đúng hai cái nho các bạn, hai cái nho, ba cái dâu, còn cái vàng khè nhiều nhất, cái cam nhiều nhất. Không thích ăn cam đâu. Cam với táo. Ngon quá ha. Ngon quá ha. Ngon, ngọt ngon ha. Ngọt ngon ha. Còn sữa bắp nữa kìa. Ây da. Còn gì nữa? Sữa bắp. Ông Glenn nói gì mà còn xoài bắp nữa kìa. Nó đã. Ăn này không giờ biết chán luôn á mày. Lát nữa ngán. Ngán mát. Ngán chưa? Một đứa không giờ ăn hết hai hũ này nuốt được hết. Anh ơi, người ta thiết kế ra là một á là anh ăn cái này, hai là anh ăn cái này, là người ta bán riêng da u. Một là anh ăn da u, hai là ăn nếp cẩm. Anh uống một lần hai thứ là anh gấp đôi người ta rồi. Vậy mới ngon. Còn kem nữa các bạn. Thấy mình ăn chung cây hả? Trời ơi, chứ giờ anh ăn nổi nữa không vậy? Ngon. Biết kem gì không? Kem trà xanh trân châu. Anh lấy cho. Ồ anh đi lấy thì anh xin uống chú uống sữa nó nè. Không, sữa uống sau cục. Menu là vậy đó hả? Ừ. Còn cái này, còn cái bánh tét chuối nữa chắc thôi cất nha các bạn. Tại vì bánh tét chuối mình tháo ra mình phải ăn cho hết á, mình không ăn hết thì nấy á. Cho nên là bánh tét chuối giống như là bánh tét chuối Việt Nam thôi. Là đem ra đây cho các bạn biết là ở bên Mỹ cũng có bán bánh tét chuối giống như là bánh tét chuối ở Việt Nam. Anh lấy gì ạ? Anh lấy được không? Trời ơi, nguyên hộp kem được có 3 cây à. Gớm này chứ. Nguyên hộp kem vậy mà có 3 cây thôi. Đúng rồi. Rồi thôi xong rồi. Các bạn ơi. Ôi nó mềm rồi anh ơi, nó chưa có đông. Quất luôn. Thôi có khi nó chưa có đông mà ăn gì. Ăn luôn, ăn luôn, lỡ khui rồi. Em để vô lại là nó chỉ từ lưa nữa.
Tại em nghĩ mình đi mình về liền mà ai mà biết là nó chảy dữ vậy đâu. Anh nghịch quá à, em nói là anh cất đi. Ôi, cái này mà bình thường ăn hơi mà ngon á. Nhìn nó ghê quá. Nó ghê thiệt á. Ngon. Anh nói nó ngon là nó ngon. Mùi trà không có ngọt hả? Không ngọt luôn, mùi trà xanh nhưng mà thơm. Mùi trà xanh cực kỳ thơm. Nó dẻo dẻo. Mùi bà bao trâu. Ngon luôn. Mùi chân trâu dẻo mà nó không có bị cứng. Bởi vậy mới nói cái này mà bình thường là ăn là bao ngon. Hai cái còn lại cất đi. Cất một hồi nó đông lại à. Ăn kem mà nó khổ. Chưa thấy ai ăn kem ghê như mình luôn á. Nó đắng đắng nữa. Nhẫn nhẫn. Đúng, trà xanh là vậy em mới thích nè. Ngon ha. Ngọt ngon ha. Ừ. Trà xanh là phải đắng. Ăn khổ như cái gì á. Có miếng ăn là miếng tồi tàn thiệt chứ. Em ăn nữa không cho em cắn miếng này nè. Nè, em còn nguyên cây đây nè. Nhán rồi gì? Có đâu, ngon mà. Anh đi chơi với em biết anh thành con heo luôn á. Có đâu, anh tập thể dục anh đi exercise nhiều mà. Có em nằm trong nhà em ngủ thôi. Em thấy nè nè, đang nổi giờ, em thấy anh mập mạp hay gì lên được không? Có. Khỉ. Anh đang mập á? À. Nhưng mà nhìn anh vẫn đẹp. Ghê vậy? Tưởng anh nhìn vẫn đẹp. Ghê vậy? Ngon quá. Nó không có ngọt các bạn, điểm cộng. Mặc dù nhìn là không muốn ăn rồi nhưng mà ăn thì cũng được á. Hết rồi ăn rồi. Đúng không? Đâu mua gì nữa đâu. Cái này gọi là nho gì anh? Nho rừng. Ừ, anh uống đi, em uống nước nè. Táo. Rồi. Cái này mà ổng ngon là ổng khen ghê lắm. Các bạn hồi nãy giờ các bạn thấy không ngon là khen ghê lắm. Tới hồi mà không ngon cái vậy đó. Không phải đâu, mình mới ăn kem á. Sữa bắp. Nó đẹp quá hả? Rồi, em muốn ra cây. Nhắm thì nó ra mùi sữa bắp đó. Chết. Ngu như heo, vậy uống nước không uống. Để ly nước này để làm gì? Ngu thiệt luôn á man. Test lại. Test, test. Test 1, test 2, test lần 2. Ok, đỡ hôm nãy đó. Tập sợ uống cái ly nước luôn. Cho nó không có bị ấy. Để xin, tắt. Em ăn cái gì mặn cái á. Bây giờ em biết sao không? Khôn ghê bắt uống hết ly nước luôn. Bây giờ em chấm miếng muối đi cho nó mặn cái miệng cái đi. Nghe này anh, trust me. Xíu lại. Rồi từ từ xíu. Để cho nó, để cho cái vị giác em nó thay đổi nè. Cô gì anh? Cô Trish hả? Cô Tiên. Tờ, ý, tờ. Cô Trí. Tờ. Cô Trinh. Tờ không, Trinh đâu. Mấy bạn đâu có nhìn thấy đâu, mình cứ đọc đại cho mày đó. Cô Trinh. Ừ, mày phải đọc đúng. Cô Trix. Cô gì vậy? T-R-I-F. T-R-I-G. G hay là S? Mọi người khó hiểu quá. Anh nó cục luôn rồi. Chạy qua ngoài đường. Ra đây lên trời. Anh đâu có bị điên. Nó cục cuốn. Hồi nhỏ em bị mấy anh nói vậy á. Mỗi lần nứt cục á là mấy anh trong nhà kêu chạy ra đường vô chỉ tay lên trời. Kêu nứt cục cuốc 9 lần hết. Mà đó giờ em làm, không biết là em làm nhiều lần không? Em không biết em có làm không nữa. Em ngu nhiều lần như vậy luôn. Người ta có ngu thì cũng chỉ một lần thôi. Không phải ngu mà cứ lặp lại. Em không biết em có làm, chắc không có làm đâu. Em biết mà. Em không có vô chi lúc đó đâu. Ai biết được em cái thứ gì em cũng thử cái rồi. Em xào ke không à. Không ngọt. Thơm béo, không ngọt. Em mới uống cái gì vậy? Sữa bắp này không bằng gốc Việt Nam à. Sữa bắp Việt Nam nó thơm, mùi bắp lắm. Nó giống con sóc á, nó vậy nè. Em chưa uống ra được. Em uống một cái ực mạnh cho các em, cứ em liếm không chứ mà uống gì. Đó. Hết quần ta nè, em cứ nhấp hoài. Em chưa có thử ra được cái vị. Em chưa có thử ra được cái vị. Có mùi sữa bắp rồi đó. À, được rồi, thôi, cất cho người ta đây. Ráng ngủ dậy để người ta còn có cái người ta uống. Rồi, xong rồi mình chia tay các bạn ơi.
em xa các bạn ơi. Cũng ngon á. Ngon, đâu nó không ngon đâu nha, nó không bằng Việt Nam ơi. Nhưng mà cái dầu nêu cầm này phải nói là... Vậy là okay. Trong đây ngon nhất là cái nào? Dầu nêu cầm nhỏ, măng cục. Món ngon nhất. Dầu nêu cầm. Ngon nhất. Nêu cầm. Nghĩa là nếp cẩm hả? Vậy em ăn hết dầu của anh á. Anh cho anh ăn nếp cẩm thôi nha. Không được làm như vậy. Ok, nói chung là trong bữa nay là ăn nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá, nhiều. Trước khi mình ăn cái bữa ăn này là các bạn là mình đã ăn cái chỗ nhà hàng. Có gì bỏ cái video cái nhà hàng cho các bạn xem. Video nhà hàng có ba người mà gọi 6 món ăn các bạn. Ở cuối, tại vì Bóc có một cái video mà ăn gì trong những ngày qua đó. Thì đi đâu ăn Bóc có quay lại và sau đó Bóc còn tiếng vô để cho các bạn biết á. Nhiều khi đi vô nhà hàng thì có tiếng nhạc á, cái mình không có lấy được những cái video đó sẽ bị bản quyền, cho nên nó sẽ phải lồng tiếng vô. Và ngày hôm nay thì Bóc lại được Thảo tài trợ dẫn đi ăn nữa đấy các bạn. Thì người ta dẫn mình đi ăn nhiều thì mình cũng phải mua đồ về để mình đãi lại ở nhà chứ. Đúng không? Yes ma'am. Đỡ hơn sâu á, mình có rủ là anh Thảo ơi quay video với em. Thì còn có quay. Anh ngồi đây đi, em chào các bạn mà. Chào xong rồi, để đó em dọn cho, nãy anh bày ra rồi. Anh dọn phòng bé. Ờ, anh bày, hồi nãy anh là một mình Hảo không? Hả, làm hết, dọn hết ra cái bàn các bạn. Tại vì Bắp không phải lừa biếng gì đâu nha. Tại vì Bắp phải bận cái setup camera và ánh sáng cái kiểu đó. Ai người đàn ông có trách nhiệm á. Đúng, giỏi. Số 1, điểm 10 anh cho. Anh giỏi ha. Điểm 10 cho chất lượng. Anh giỏi ha. Giỏi. Mưa ná anh đây. Ok. Nhớ mua ná nha. Ok, mua ná cho. Titan, tên là H3 Titan, chặt 7, 12 ly, lượng 10 ly. Ok. Nói vậy là anh biết em rồi. Sẽ cắt cái khúc này ra, sao em nhắn tin cho anh Tony, em gửi cái video này qua cho anh Tony coi. Đâu ai? Đâu ai? Gửi cái này cho anh Tony đi. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Sắp tới các bạn muốn quay video Bóc ăn cái gì thì các bạn comment nha, để Bóc rủ anh Hảo qua quay tiếp. Sao anh trầm lặng nha anh? Em nhìn nói vậy thôi. Em giới thiệu tới đó là thấy sai sai rồi, ngây ngây rồi. Thì các bạn có những món lạ, những món ngon, các bạn muốn em ăn thử thì em cũng muốn anh được ăn thử thôi. Ok. Biết là bị lừa đó nhưng mà vui vẻ chấp nhận bị lừa. Cảm ơn anh Hà rất nhiều để đầu tư sponsor đồ ăn. Sponsor là gì? Sponsor là tài trợ. Tài trợ đồ ăn trong mấy bữa qua. Mấy bữa qua hả? Trong những tháng ngày qua. Thì những năm tháng qua nghe nó hợp lý hơn á. Trong những tháng năm ngày qua và những tháng năm sắp tới. Giống như chúc Tết đó mà anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều để luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắc nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Nào quá, anh đi ngủ đây, anh dọn cho em xong cái này, anh đi ngủ đây. Để đó đi, em dọn cho. Em dọn vô bụng em hết.